Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ nói về các bạn nam sinh năm 1985, tuổi Ất Sửu. Các ưu điểm của nam Ất Sửu: cần cù, chăm chỉ, kiên trì, nhẫn nại, cẩn thận, kỹ càng, là người được tin cậy, làm việc có trình tự, chấp hành kỷ luật, là người ra quyết định, biết chăm sóc gia đình. Các nhược điểm của nam Ất Sửu: nghiêm khắc, cứng nhắc. Về hôn nhân, nam Ất Sửu cưới vợ tốt nhất là nữ Nhâm Thân, sinh năm 1992. Tốt nhì là nữ Đinh Mão, sinh năm 1987. Tốt ở vị trí số 3 là nữ Canh Ngọ, sinh năm 1990, hoặc là nữ Quý Dậu, sinh năm 1993. Ở vị trí tốt thứ tư là nữ Tân Mùi, sinh năm 1991. Các tuổi kỵ ở nam Ất Sửu: kỵ số 1, kỵ tỵ, sinh năm 1989. Kỵ ở vị trí số 2 là tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, hoặc là Ất Hợi, sinh năm 1995. Kỵ ở vị trí số 3 là Mậu Thìn, sinh năm 1988. Và kỵ ở vị trí cuối cùng là tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Xác suất trúng là 70%. Các bạn muốn biết thêm về tuổi Ất Sửu thì cứ hỏi ở phần bình luận, mình sẽ trả lời sau. Xin cảm ơn.